xe tải, một máy xúc. Đây là những phương tiện của các đối tượng khai thác cát trái phép đang bị thu giữ tại Ủy ban Nhân dân xã Lường Lỗ. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Ba, diện tích đất nơi xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép đang cho một gia đình thuê để sản xuất nông nghiệp. Trong quá trình sử dụng, hộ này đã lợi dụng việc cải tạo để khai thác đất cát khu vực bãi bồi dưới lòng sông bán phục vụ san lấp cho người dân trên địa bàn. Đúng như Báo Dân Việt phản ánh. Trước đó, năm 2022, hộ trên đã từng bị lực lượng chức năng phát hiện và xử phạt hành chính về hành vi hủy hoại đất. Hiện công an huyện đang củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Sau khi có cái phản ánh của Báo Dân Việt và chỉ đạo của tỉnh thì huyện cũng đã nghiêm túc kiểm tra và tổ chức họp tiến hành giao trách nhiệm để kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan nếu có. Và đối với cái đơn vị vi phạm và phương tiện vi phạm thì cũng giao công an huyện là khẩn trương phải có cái đề xuất xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Khi chúng tôi xuống kiểm tra cái hiện trạng thì đúng như cái thực trạng mà các anh đã nêu, có hai cái vị trí đã đào múc và chúng tôi cũng đã yêu cầu xã là đã có kết luận của chủ tịch công an huyện ấy, yêu cầu xã là phải có biện pháp để hoàn để san gạt lại cái mặt bằng để đảm bảo là đúng cái mục tiêu đấy, có thể nhân dân có thể canh tác, có thể là trồng, trước mắt là trồng cây hoa màu. Cũng theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Ba đã yêu cầu chính quyền xã, các đơn vị liên quan tăng cường quản lý, giám sát, không để tình trạng khai thác đất pha cát và cát trái phép. Nếu xã nào để xảy ra vi phạm, sẽ xử lý người đứng đầu Ủy ban Nhân dân xã và các đơn vị liên quan. Phóng viên Dân Việt tiếp tục bám sát tình hình xử lý vụ việc, xem những chỉ đạo từ phía lãnh đạo huyện sẽ được Ủy ban Nhân dân xã Lương Lỗ cùng những đơn vị liên quan thực thi như thế nào.